Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Tức 24 giờ. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh, trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo hãng Reuters, một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại, thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng sẽ sử dụng đến trong những ngày gần đây. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng một dâng cao khi mà Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Biển Đông và Đài Loan. Bộ Quốc phòng của Mỹ tuyên bố sắp tới Mỹ sẽ can thiệp sâu rộng vào vấn đề Biển Đông và sẽ bảo vệ tuyệt đối đối an toàn Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông. Phía Mỹ nói thẳng sẽ bảo vệ ba hòn đảo, một là Senkaku của Nhật Bản, hai bãi tử chính của Việt Nam, ba là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ra khỏi tay của Trung Quốc. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình tuyên bố như sau: Biển Đông, đảo Senkaku, bãi tư chính, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc. Đồng thời, người đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc còn nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện một cuộc chiến tranh với Mỹ nếu như Washington tuyên bố chiến tranh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, báo động về tình hình an ninh khu vực Biển Đông lại càng lên cao khi mà cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden từng chia sẻ rằng ông tin chỉ vài tháng nữa hoặc một vài năm nữa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông. Trong khi khả năng về một cuộc chiến tranh vẫn còn khá xa vời, nhiều chuyên gia nói với hãng Reuters rằng họ tin cuộc chiến xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất thảm khốc, đưa cả thế giới vào tình trạng báo động và hỗn loạn và có khả năng sẽ kết thúc cuộc sống mà chúng ta biết trên trái đất. Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc một cách dễ dàng nếu chỉ là một cuộc giao chiến thông thường. Khi đó, cuộc chiến sẽ giống như việc Trung Quốc đưa một đội nông dân ra để chống trả với một gã khổng lồ và đoàn quân của Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại trước gã khổng lồ là Mỹ. Thế nhưng, ngay cả một cuộc chiến thông thường cũng sẽ là một thảm họa chiến lược toàn cầu. Nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng trên thế giới và một khoảng trống quyền lực sau sự thất bại của Trung Quốc. Đó là điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Chang Zi, giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Aken nói về viễn cảnh của một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi thật sự nghĩ rằng đó là dấu chấm hết của sự sống trên trái đất từ một mức độ rủi ro chiến lược toàn cầu. Tôi muốn nói rằng một cuộc chiến giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc lớn nào là điều mà chúng ta không muốn thấy vì nó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khả năng hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là quá cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết thêm là từ những năm 1970, các nhà chính sách tại Washington đã xác định hình thức vừa hợp tác, vừa cạnh tranh trong quan hệ với cả Trung Quốc. Mỹ sẽ mất hàng ngàn quân, nhưng Trung Quốc sẽ bị đè bẹp hoàn toàn nếu thực sự có một cuộc chiến chống Mỹ. Theo các chuyên gia cho biết, lý do chính của chiến thắng này là vì quân đội của Mỹ có lợi thế vượt bậc trong chiến tranh toàn diện do vượt trội về mặt khoa học công nghệ và bốn nhánh quân sự của Mỹ cũng sẽ hiệp đồng tác chiến cực kỳ ăn ý với nhau và các chuyên gia tin rằng Mỹ sẽ thổi bay Trung Quốc một cách dễ dàng. Ngược lại, quân đội của Trung Quốc ít có kinh nghiệm chiến đấu cũng như không có hoạt động phối hợp ăn ý giữa các lực lượng như Mỹ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa những người từng tham chiến và những người không tham gia chiến tranh bao giờ. Vì thế, Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại trước quân đội của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Theo các chuyên gia cho biết, một khi xảy ra chiến tranh với cả Mỹ, các cơ sở quân sự mà Trung Quốc đang đóng trái phép trên Biển Đông khó giữ vững được, đường dây liên lạc cũng như cung cấp nhiên liệu, đạn dược ra các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ bị đứt gãy. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở ngoài Biển Đông thông qua việc mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp của Việt Nam ngoài Biển Đông. Bắc Kinh xem đây là một lợi thế chiến lược của quân sự quan trọng này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, trên thực tế, các giá trị quân sự nổi này không có tác dụng quá nhiều như phía Bắc Kinh vẫn từng kỳ vọng và nó sẽ lộ ra rất nhiều điểm yếu. Ví dụ như trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản cũng đã từng như Trung Quốc bây giờ, cũng nhận ra việc kiểm soát các chuỗi đảo nhân tạo ở Thái Bình Dương mang lại ý nghĩa chiến lược ít nhiều. Tuy nhiên, đến cuối cùng chính những hòn đảo này đã trở thành gánh nặng cho Nhật Bản. Khi Á Mỹ và các đồng minh tập trung lực lượng đánh chiếm từng đảo một, buộc Nhật Bản phải từ bỏ. Theo các nhà chuyên môn có kinh nghiệm từng châm biếm rằng chỉ những kẻ ngu ngốc mới mang một con tàu đi chiến đấu với cả một pháo đài. Nhưng trong thời đại hiện nay, mọi việc đã khác. Con tàu vẫn có thể chiếm lợi thế hơn là pháo đài với sự hỗ trợ của công nghệ quân sự tinh vi. Trong mọi trường hợp, dù không ngừng mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho các đảo mà họ đang chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông, nhưng sự thật là các điểm yếu của những cơ sở này vẫn cứ tồn tại và không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều. Chắc chắn Trung Quốc cũng nhận ra điều này, bởi vì nước biển rồi thời tiết, khí hậu sẽ không đáp ứng được như ở trong đất liền. Vì thế, khi xảy ra cuộc chiến tranh với cả Mỹ thì tất nhiên phía Mỹ sẽ có lợi thế hơn rất nhiều, bởi vì các tàu khu trục và tàu sân bay của Mỹ sẽ rất cơ động hơn là các đảo nhân tạo đứng tại chỗ của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Trên thực tế, khi sở hữu những căn cứ quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc có thể khiến hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ gặp khó khăn.
nhưng nếu xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh thì sẽ không quá khó để không quân, hải quân của Mỹ giải quyết những cơ sở này một cách nhanh gọn. Theo một vị tướng trong quân đội của Mỹ tiết lộ rằng phía Mỹ đã san bằng rất nhiều đảo nhân tạo trên Tây Thái Bình Dương. Vì thế, việc san bằng vài cái đảo nhỏ ở ngoài Biển Đông của Trung Quốc đối với cả phía Mỹ sẽ không có bất kỳ khó khăn nào với chúng tôi. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay, lính thủy đánh bộ tiến sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông để dằn mặt Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc dừng ngay những hành động phi pháp và ngang ngược trên Biển Đông, y đặc biệt cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi bãi tư chính của Việt Nam. Nếu không, phía Mỹ sẽ gia tăng hành động quyết liệt, đặc biệt là phía Mỹ sẽ san bằng tất cả những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Ngay lập tức, phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên án một cách kịch liệt và Bắc Kinh cho rằng những hành động của phía Mỹ vừa rồi là xâm phạm đến vùng lãnh hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và yêu cầu phía Mỹ dừng ngay những hành động gây hấn cũng như gây căng thẳng tại vùng lãnh hải của Trung Quốc. Được biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng tuyên bố rằng chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của quốc gia trong khu vực và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở ngoài Biển Đông, và quân đội của Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và sứ mệnh của mình để bảo vệ vững chắc quyền chủ quyền, quyền tài phán cũng như an ninh của quốc gia. Trung Quốc và chúng tôi sẽ quyết đấu nếu như phía Hoa Kỳ còn lấn sân vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Tóm lại, theo các chuyên gia nhận định rằng quân sự của Trung Quốc vẫn còn kém rất xa quân sự của Mỹ. Nhìn chung, toàn bộ năng lực quân sự của những thực thể đảo nhân tạo của Trung Quốc ngoài Biển Đông bị phụ thuộc vào hoàn toàn công tác hậu cần từ đại lục. Các căn cứ tưởng chừng như bất khả xâm phạm này lại rất dễ bị cô lập và đổ vỡ vì hầu hết đều không có kho dự trữ đủ lớn khi xung đột xảy ra, khi chiến tranh xảy ra. Việc giữ đường dây liên lạc và cung cấp nhiên liệu, đạn dược rất khó khăn và rủi ro sẽ thách thức sự sống còn của Trung Quốc, thưa quý vị. Theo trang báo Nga, các tác giả của kênh YouTube có tên Bin Butler, do một nhóm 3 người có đam mê về lĩnh vực quân sự, trong đó có cả nhà báo, có lẽ đã đưa ra kịch bản về một bức tranh ngày tận thế liên quan đến sự leo thang của chiến tranh lạnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo giả định của các tác giả kênh Bin Butler, Trung Quốc trong một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn như vậy sẽ mất đi 21% dân số trong hơn 1 tỷ người Trung Quốc, trong khi đó, ở Hoa Kỳ sẽ mất 15% trong tổng số 300 triệu người. Theo đánh giá dựa trên các nguồn thông tin mở của Bin Butler, Hoa Kỳ có 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục Minuteman 3 bố trí tại các bãi phóng được bảo vệ cẩn mật và 50 tên lửa dự trữ. Một phần đáng kể trong kho vũ khí hạt nhân của nước này được tạo thành từ các tàu ngầm Ohio được trang bị tên lửa đạn đạo Trident 2. Trong số 14 tàu ngầm, chỉ có 4 chiếc sẵn sàng phóng đạn tấn công ngay lập tức. Những chiếc còn lại đang trong tình trạng báo động hoặc đang được sửa chữa. Các YouTuber Gratia chắc chắn rằng nếu Hoa Kỳ tấn công trước, thì rõ ràng các tàu ngầm hạt nhân là không đủ để khuất phục hoàn toàn Trung Quốc. Người ta cho rằng ban đầu sẽ có 96 tên lửa Trident 2 được phóng đi. Mỗi quả tên lửa có trung bình 4 đầu đạn. Mỗi đầu đạn mang từ 90 đến 450 kiloton. Về máy bay, các nhà báo thống kê được 66 máy bay ném bom mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng lưu ý rằng chỉ có 12 chiếc có thể cất cánh nhanh chóng khi Trung Quốc tấn công. Máy bay kế thừa, thế hệ cũ được cải tiến, nâng cấp không sử dụng công nghệ tàng hình, chỉ có tên lửa hành trình. Nhưng có khả năng hỏa lực của chúng sẽ bị đánh chặn trước khi tới mục tiêu. Theo các tác giả của kênh Bin Butler, nếu cuộc chiến do Hoa Kỳ khơi mào nổ ra thì Washington sẽ nhanh chóng phóng khoảng 540 tên lửa và điều động 10 máy bay ném bom hạt nhân. Về phần Trung Quốc, như đã thừa nhận trong video của Bin Butler, có khả năng khởi động các màn tấn công đáp trả theo cảnh báo. Điều này có nghĩa là các vệt khói từ các tên lửa được phóng đi sẽ có thể theo dõi và phát hiện cách xa vài nghìn km, và từ vệ tinh, người ta có thể theo dõi toàn bộ Bắc Mỹ và một phần quan trọng của Thái Bình Dương trong thời gian thực. Sau khi kẻ thù phóng tên lửa, các radar của hai bên bắt đầu hoạt động, cảnh báo cho công chúng về một cuộc tấn công lớn có thể được đưa ra từ 10 đến 30 phút trước khi nó bắt đầu. Các nhà phân tích Gratia đánh giá tiềm năng tấn công hạt nhân của quân đội Trung Quốc là khiêm tốn hơn. Là có khoảng 50 tên lửa đang phục vụ, nhưng không phải lực lượng nào cũng có thể chuẩn bị cho một vụ phóng nhanh chóng. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp, đạn phóng từ tàu ngầm có tầm bắn hạn chế. Tàu ngầm không thể bơi xa, có thể bị hải quân Mỹ chặn ngay trong lãnh hải của mình. Điều này làm giảm đáng kể phạm vi tấn công. Do đó, về cơ bản, toàn bộ lãnh thổ của Hoa Kỳ sẽ được bảo vệ. Theo tính toán táo bạo, chỉ hơn 150 tên lửa của Pla có thể chạm đến Hoa Kỳ. Tổng cộng mang theo khoảng 300 đầu đạn, nhưng chúng sẽ chỉ đến được Alaska. Hawaii và Zippo máy bay ném bom của Pla không thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình vì chúng có phạm vi bay tương đối ngắn. Đồng thời, một phần đáng kể trong số chúng sẽ bị các hạm đội Mỹ bao vây. Sau cuộc tấn công đầu tiên, các nhà quan sát Gratia chắc chắn rằng người Mỹ sẽ bắn thêm ít nhất 290 đầu đạn trên máy bay ném bom và một tàu ngầm. Chúng có thể được nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Ngoài ra, nếu cuộc chiến giả định kéo dài hơn vài tháng và Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước START,
phía Washington có thể bổ sung thêm 2.000 đầu đạn nữa, đang chuẩn bị được sử dụng khi cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra. Trung Quốc không có cơ hội này, vì dự trữ cơ bản của nước này vẫn còn thấp. Để bắt đầu, sẽ phải sản xuất nhiều đầu đạn hơn. Trong bất kỳ diễn biến nào của các sự kiện, các tác giả tóm tắt, Trung Quốc có khả năng bị đánh bại, trong khi cả hai quốc gia sẽ bị bỏ lại với một cơ sở hạ tầng bị phá hủy và nền kinh tế thế giới sẽ sụp đổ. Thế giới sẽ phải đối mặt với nạn đói lớn và dịch bệnh. Các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hoa Kỳ nói về sự khởi đầu của một bước ngoặt căn bản trong lịch sử của các quốc gia. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng Washington đang cạnh tranh với Bắc Kinh và những nước khác để giành chiến thắng từ thế kỷ 21. Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc, theo một cách kín đáo, tuyên bố hy vọng của mình như sau: thế giới đang thay đổi rất nhiều trong thế kỷ này, nhưng tình hình và thời gian đang đứng về phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hôm thứ Sáu, các sĩ quan và binh sĩ của quân đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh Liêu Ninh đã tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân bị chôn vùi trong bùn tại một khu dân cư bị lũ lụt tàn phá ở thị trấn Nam Khẩu Tiền, khu tự trị Thanh Viễn, Mãn Châu, thành phố Phủ Thuận. Hơn một nửa số người chết đã chết ở làng Nam Khẩu Tiền. Các làng ở thượng nguồn và hạ lưu đã được cán bộ thôn sơ tán, nhưng người dân của làng này không được thông báo. Tin tức về việc mở hồ chứa Hải Dương ở huyện Thanh Nguyên để xả lũ cũng không được thông báo cho dân làng. Từ 11 giờ đến 23 giờ hôm thứ Sáu, thị trấn Nam Khẩu Tiền, huyện tự trị Thanh Viễn, Mãn Châu, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bất ngờ có mưa lớn với lượng mưa lớn hơn 449mm, tương đương với một nửa lượng mưa trung bình hàng năm ở Phủ Thuận. Mưa xối xả gây lũ lụt nghiêm trọng, 63 người ở Phú Thuận thiệt mạng và 101 người mất tích. Gió lộng, mưa xối xả, đây là dự báo thời tiết cho thị trấn Nam Khẩu Can, quận tự trị Thanh Viễn, Mãn Châu, thành phố Phủ Thuận vào hôm thứ Sáu. Tại thị trấn Nam Khẩu Tiền, vào ngày này, bóng tối bắt đầu vào buổi trưa. Theo dữ liệu từ trạm thủy văn ở làng Bắc Khẩu Tiền, thị trấn Nam Khẩu Tiền vào lúc 17 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, mực nước tại địa phương là 171,55m và tốc độ dòng chảy là 340m³ mỗi giây. Nước ngập vào phòng lúc 18 giờ chiều. Giang Thịnh Lâm, một người dân ở phố Hà Bắc, làng Nam Khẩu Tiền, bước ra khỏi nhà để củng cố nhà kho của mình. Giang Thịnh Lâm không biết rằng vào thời điểm này, nước lũ đã vượt qua cầu Nam của làng Nam Khẩu Tiền, cây cầu bị chặn ở cuối phía Nam của làng và chuyển hướng vào trung tâm làng. 10 phút trước, nước lũ xả từ hồ chứa Hải Dương ở phía đông của làng Nam Khẩu Tiền cũng tràn vào làng. Ở thị trấn Nam Khẩu Tiền, mưa lũ thường xảy ra hàng năm, dân làng đã quen với việc này từ lâu. Trước đó, thị trấn Nam Khẩu Tiền hứng chịu hai trận lụt. Chiều thứ Sáu, mọi việc có vẻ bình thường. Giang Thịnh Lâm dự định củng cố nhà kho rồi về nhà ăn tối, giống như anh đã làm vào mùa này trong 10 năm qua. Nửa phút sau, trận lũ lao ra khỏi khu cửa hàng trên đường Hà Nam và tiến về phía đường Hà Bắc với tiếng kêu ầm ầm. Bức tường trong sân bị cuốn trôi ngay lập tức, Giang Thịnh Lâm cũng bị cuốn trôi và đập vào một mái hiên cách đó hơn 30m. Giang Thịnh Lâm leo lên mái nhà và có tổng cộng 12 người đứng trên mái nhà với anh ta. Người lớn nhất đã hơn 70 tuổi và người trẻ nhất chưa đầy 10 tuổi. Mái nhà rộng hơn 30m² trở thành hòn đảo biệt lập che chở cho cuộc sống của 12 người trong bóng tối. Khi thời điểm gần 19 giờ, nước lũ vượt qua bậu cửa sổ đổ thẳng vào nhà dân. Giang Thịnh Lâm hét lên để vợ trốn thoát nhưng anh ta không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gió, mưa và sấm sét. Vài phút sau, một chiếc xe tải Đông Phong bị lũ cuốn và đâm vào nhà của Giang Thịnh Lâm. Ngôi nhà bị sập, vợ và con anh là Giang Phong Vân bị chôn vùi bên trong. Không chỉ gia đình Giang Thịnh Lâm mà những trận lở bùn hình thành do sạt lở đất ở thượng nguồn đã nhấn chìm những cây cầu đá khổng lồ, nuốt chửng những ngôi nhà và sinh mạng từng người một. Lúc 20 giờ, mực nước dâng 3m lên 174,51m, lưu lượng dòng chảy đạt 2.600m³ trên giây. Giang Thịnh Lâm đang khóc và mọi người xung quanh anh ấy cũng đang khóc. Cơn mưa lớn đã cuốn trôi những giọt nước mắt và đổ chúng vào dòng nước lũ. Tôn Á Quang, người cũng đã trú ẩn trên mái nhà, mơ hồ có thể nhìn thấy những người đứng trên một số ngôi nhà xung quanh. Ngôi nhà lớn nhất có hơn 20 người đứng trên đó. Mưa càng ngày càng nặng hạt, lợn, ngựa, bò, cừu hai bên nhanh chóng trôi qua, không còn nghe thấy tiếng hò hét. Tôn Á Quang nhìn những ngôi nhà xung quanh lần lượt sụp đổ, những người phía trên chìm xuống mà không hề có một tia nước.
chỉ còn lại ngôi nhà họ đang ở và một ngôi nhà với hơn 20 người đứng cạnh đường sắt phía xa. Nhưng đảo biệt lập vẫn kêu cọt kẹt khiến 12 con người khiếp vía. Hầu hết ngôi nhà của Giang Thị Lâm đã bị sập, 12 người đứng thành nhóm trên mái nhà rộng chưa đầy 10m2, nước lũ đã chạm nhẹ vào chân. Một chuyện càng khiến họ tuyệt vọng hơn đã xảy ra, đó là một ngôi nhà khác đổ ập xuống phía xa, hơn 20 người bị cuốn vào màn đêm. Không còn thấy bóng dáng ai nữa. Sau đó, theo mô tả của nhiều người dân trong làng, trong số hơn 20 người chỉ có một cậu bé 7 tuổi sống sót. Sau hơn 4 giờ chống đỡ, cuối cùng ngôi nhà cũng bị nuốt chửng. Họ chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì 12 người đã hòa vào dòng nước đục ngầu và lao thẳng xuống hạ lưu cùng với những tảng đá, khúc gỗ, lợn, ngựa, gia súc và cừu. Sau khi xuống nước, cả Giang Thịnh Lâm và Tôn Á Quang đều sặc vài ngụm nước sông. Tôi không muốn sống sót chút nào. Ống nhựa trôi qua đã cứu được 2 người bám vào ống để giữ chúng nổi. Cẩn thận tránh bất cứ thứ gì trôi đi có thể dễ dàng giết chết họ. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Bảy, Giang Thịnh Lâm và Tôn Á Quang, những người đã trôi dạt trong trận lũ băng giá gần 1 giờ và chịu vô số vết thương, đã được cứu lên bờ ở làng Thương Thạch cách đó gần 6km. Vào lúc 3 giờ sáng thứ Bảy, tốc độ dòng chảy cực đại đạt 6.700 m³/giây. Đây cũng là giá trị cực đại lịch sử kể từ khi thị trấn Nam Khẩu Tiền có ghi chép lịch sử. Vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy, Giang Thịnh Lâm trở về làng Nam Khẩu Tiền thì không còn thấy nhà của mình nữa. Gần như toàn bộ đường phố Hạ Bắc bị nhấn chìm bởi đất. Giang Thịnh Lâm muốn đào đất lên nhưng mặt đất cứng như xi măng, như không thể có nhà ở bên dưới. Anh chỉ biết ngồi trên gò đất thẫn thờ nhìn vào nơi mà vợ và con anh đã biến mất dưới chân anh. Từ 11 giờ trưa đến 23 giờ đêm thứ Sáu, toàn thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh xảy ra mưa lớn, trong đó lượng mưa ở thị trấn Nam Khẩu Tiền là 449mm, bằng một nửa lượng mưa trung bình hàng năm ở Phủ Thuận. Mưa xối xả ngay lập tức gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, có 63 người ở thành phố Phủ Thuận đã thiệt mạng và 101 người vẫn đang mất tích. Vào lúc 1 giờ chiều thứ Ba, một phóng viên của Nam Cuối Tuần đã đến núi Song Long, nằm ở phía đông nam của làng Nam Khẩu Tiền. Có hơn 20 ngôi mộ mới ở đây, những người chết đều bị thiệt mạng bởi lũ 4 ngày trước. Không ai biết có bao nhiêu sinh mạng đã thiệt mạng chỉ sau một đêm trong làng. Lũ lên nhanh khiến dân làng không kịp phản ứng. Theo lời kể của nhiều người dân sau đó, nhiều người chết trong nhà do không kịp chạy thoát thân và cả gia đình đã thiệt mạng. Trong 7 tiếng đồng hồ trước lũ, dân làng đã nấu nướng, dỗ trẻ nhỏ và xây cổng bằng bao cát một cách không cần thiết. Ngày xưa, người dân thị trấn Nam Khẩu Tiền tự hào với quê hương của họ được bao quanh bởi những ngọn núi và những dòng suối róc rách. Thị trấn Nam Khẩu Tiền nằm ở phía đông bắc của tỉnh Liêu Ninh. Sông Hun River từ trung tâm làng uốn khúc về phía nam, nhiều ngọn đồi thấp như núi Mi Ao và núi Song Long bao quanh thị trấn. Sông Hải Dương, sông Nữ Toàn Tử và sông Đại Nam Câu chảy qua các ngọn núi Tiểu Nam Câu và nhiều con sông nhỏ khác. Được bao quanh bởi núi và sông, thị trấn Nam Khẩu Tiền chắc chắn sở hữu những lợi thế hiếm có về điều kiện tự nhiên ở vùng đồng bằng Đông Bắc. Các thị trấn Nam Khẩu Tiền chưa đầy 20km là danh lam thắng cảnh chèo thuyền vượt sông Hồng nổi tiếng ở Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng vào đêm hôm thứ Sáu vừa qua, con sông biến thành những con thú hung dữ trong trận mưa xối xả và những ngọn núi nhốt những con thú dữ khiến chúng trút mọi giận dữ lên làng Nam Khẩu Tiền. Mưa bắt đầu rơi lúc 11 giờ, ngắt quãng cho đến 2 giờ chiều thì bất ngờ nặng hạt. Vào chiều thứ Sáu, cuộc sống của người dân làng ở Nam Khẩu Tiền rất bình yên. Nước tràn vào làng từ phía Tây trước và sau 17 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, Tần Thiếu Kiệt sống ở phía Tây Nam của làng Nam Khẩu Tiền bất ngờ phát hiện nước đã lấp kín khe cửa. Vì không ai được thông báo sơ tán và không nhận được cảnh báo lũ lụt nên mọi người vẫn ở nhà. Trong vòng chưa đầy 5 phút, nước từ Đại Nam Câu và Tiểu Nam Câu ở phía Tây Nam của làng Nam Khẩu Tiền đã tràn ra khỏi khe núi và làm đổ bức tường sân của nhà ông Tần Thiếu Kiệt. Gần như cùng lúc, nước từ sông Nữ Toàn Tử ở phía Đông Nam cũng đổ về làng, hai con sông hòa làm một, bắt đầu phá nhà, phá đất. Tần Thiếu Kiệt chạy vội về nhà, lấy vài bộ quần áo và hét lên, lũ lụt rồi, chạy đi. Đây cũng là hồi chuông báo động lũ đầu tiên vang lên ở ngôi làng phía trước Nam Câu. Anh vừa hét xong, một cơn sóng lớn đã hất anh ngã xuống đất, anh sặc vài ngụm nước mới đứng dậy được. Ngay sau đó, một đợt sóng lớn khác cuốn anh vào cột điện cách đó hơn 100m. Anh chạy vào phòng bên cạnh và trèo lên bậu cửa sổ. Đêm đó, anh vẫn đứng trên bệ cửa sổ, mực nước cao nhất đến cổ anh. Anh nói, tôi không dám nghĩ rằng mình có thể sống sót.
khi nước đến nhà Vương Văn Tuyết ở phía bắc nhà anh, cháu trai nhỏ của Vương Văn Tuyết vẫn đang nghịch nước ở cửa. Ông ơi, nước sắp đến. Trong vòng nửa phút, ông già Vương Văn Tuyết, 59 tuổi, nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Có một tiếng nổ lớn, ông vội bế cháu chạy vào nhà, nhưng ngay lập tức bị nước lũ trùm lên ngực. Vương Văn Tuyết bế cháu trai của mình vào tủ đông và đỡ tủ đông nổi trên mặt nước. Mãi cho đến nửa đêm nước rút đi một chút, Vương Văn Tuyết mới đẩy tủ đông bơi đến bên cửa sổ, dùng con dao làm bếp bên cạnh gõ cửa sổ, cùng cháu trai chạy tới sàn nhà. Nước lũ từ sông Nữ Toàn Tử ở phía tây đổ về cầu Nam của làng Nam Khẩu Khiêm ngay sau đó. Tại đây, lũ bị chặn lại trong giây lát, rồi những khúc gỗ và bùn trôi xuống chắn ngang hố cầu, lũ tràn qua cầu chuyển hướng ra đường. Chưa đầy 5 phút sau khi lũ từ phía tây nam xâm chiếm, hồ chứa Hải Dương ở phía đông của làng Nam Khẩu Tiền bắt đầu xả nước và nước từ sông Hải Dương đổ vào làng Nam Khẩu Tiền dọc theo đường cao tốc Webinline. Giới hạn mực nước trên hồ chứa Hải Dương là 24 mét, khi lũ đến nó đã vượt quá 25 mét. Vương Nhất Sinh, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy làng Hải Dương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, theo thông tin của mạng đấu thầu tỉnh Liêu Ninh, hồ chứa Hải Dương được gia cố. Vương Quý Vinh sống cạnh đồn cảnh sát ở phía đông của Webelai ở Càn Thôn, Nam Khẩu trở về nhà từ huyện Thanh Nguyên vào khoảng 14 giờ chiều thứ Sáu. Trong thành phố, anh nghe thấy cảnh báo mưa bão đã lên đến mức 3, nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nó. Và 14 giờ 30 phút, nguồn điện ở làng Nam Khẩu Tiền bị ngắt và Vương Quý Vinh, người không thể xem TV, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khoảng 17 giờ 30 phút, nước tràn vào sân nhà anh Vương Quý Vinh. Cơn lũ trộn lẫn với đất đá ập đến không kịp đã cuốn trôi Vương Quý Vinh vừa mới mang những thân cây ngô để nâng ngưỡng cửa. Vương Quý Vinh chạy trở lại vào trong nhà, nhưng không lâu sau nước đã tràn qua mép cửa, anh đập vỡ cửa sổ và chạy đến đồn cảnh sát thị trấn Nam Khẩu Tiền bên cạnh. Vào đêm ngày thứ Sáu, có tổng cộng 16 người trốn trong đồn cảnh sát, tất cả đều là dân làng bị sông Hải Dương ở bên đường quay bay chảy vào. Gần 19 giờ, nước bắt đầu ngập tầng 1 của đồn cảnh sát. Dương Triển Phúc, trú ẩn trong đồn cảnh sát, bắt đầu chỉ đạo mọi người chạy lên tầng 2. Đêm đó, khi nước ở chỗ sâu nhất, nước đã chạm ngưỡng cửa sổ trên tầng 2. Dương Triển Phúc yêu cầu mọi người đứng ở giữa tầng 2 để đề phòng một bên của ngôi nhà bị sập và bị chôn vùi. Khi lũ đến nhà của Đồng Trấn Hoa, 52 tuổi thì đã quá muộn để chạy thoát. Khi anh ta bò ra khỏi đống bùn ở nhà, tóc và mặt anh ta dính đầy bùn và con đường dẫn đến đồn cảnh sát cũng đầy bùn và không thể đi qua được. Đồng Trấn Hoa không còn cách nào khác, đành trèo lên nóc nhà thờ Thiên Chúa Giáo bên cạnh, gọi điện cho vợ đang làm việc ở Thẩm Dương. Trong cơn bão sấm sét, Đồng Trấn Hoa đã trèo lên trên mái nhà thờ, ôm cây thánh giá và nghỉ qua đêm. Vào lúc 18 giờ, lũ từ hồ chứa Hải Dương ở phía đông và nước lũ chuyển hướng từ cầu Nam ở phía tây hội tụ ở phía bắc của trường trung học cơ sở thị trấn ở làng Nam Khẩu Tiền và đổ về đường Hà Nam, trung tâm của làng ở vùng trũng thấp. Kình Vũ Hạo, 61 tuổi, đang thu dọn đồ đạc ở cửa hàng rượu thì nước lũ tràn vào, trong khi con trai ông, Cảnh Quốc Phu, 30 tuổi, đang trông coi cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh. Nước gần như cuốn Kình Vũ Hạo xuống, anh ta trèo lên nóc tòa nhà, giữ khung cửa sổ ở phía sau ngôi nhà và hét lên ở tầng dưới để gọi con trai mình ra ngoài. Nhưng dường như mọi thứ đã bị dòng lũ nuốt chừng. Tôi còn không nghe thấy cả giọng nói của chính mình. Sau khi trời sáng, Kình Vũ Hạo nhìn xuống lầu và thấy thi thể của con trai mình treo trên cửa sổ. Giống như những người khác, điều đầu tiên Kim Thư Kỳ, chủ cửa hàng đồ điện trên phố Hà Nam, nghĩ đến khi thấy nước bắt đầu dâng cao là nâng cổng. Anh chưa kịp tìm được gì thì cả lũ hội tụ về một chỗ đã ập đến anh như thổi tung từ xa. Lũ tràn xuống phố Hà Nam, nước nhanh chóng tràn vào các cửa hàng hai bên. Vì phố Hà Nam là một con dốc xuống, dốc ở phía nam cao và thấp ở phía bắc nên lũ lụt không dừng lại ở đó quá nhiều mà đổ thẳng xuống phố Hà Bắc. Dòng nước đen lao ra khỏi phố Hà Nam và trở nên hung dữ hơn. Kim Thư Kỳ từ tầng 2 nhìn vào khoảng không giống như một con quái vật nuốt chừng tất cả cùng một lúc. Đó là lúc nhà của Giang Thịnh Lâm bị nước lũ nhấn chìm. Bộ phận bảo tồn nước của thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang thông báo rằng lượng mưa lớn do cơn bão số 4 mang đến đã khiến lượng mưa bề mặt trung bình của lưu vực sông Vĩnh Giang trong 4 ngày đạt khoảng 440mm, vượt qua cơn bão đổ bộ trực diện vào năm ngoái. Đặc biệt, lượng mưa trên bề mặt lưu vực sông Vĩnh Giang gần bằng mức xuất hiện 100 năm, xuất hiện lũ lụt lưu vực cực lớn,
Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử. Trong số đó, tổng lượng mưa ở Diêu Thị, khu vực xảy ra lũ lụt cao bằng tổng lượng nước của 68 hồ Tây. Dữ liệu cho thấy do ảnh hưởng chung của bão số 4 và không khí lạnh, lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Vĩnh Giang đạt khoảng 440mm trong 4 ngày. Các chuyên gia cho biết lượng mưa trên toàn thành phố đã vượt qua cơn bão Haikui đổ bộ trực tiếp vào năm ngoái. Đặc biệt, lượng mưa ở lưu vực sông Vĩnh Giang là lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn, gần bằng một lần trong 100 năm, một trận lũ thế kỷ. Lượng nước đổ về từ toàn lưu vực sông Vĩnh Giang đạt 1,4 tỷ mét khối, tương đương với lượng nước của 10 hồ chứa Bạch Si ở khu vực này đổ xuống. Các chuyên gia bảo tồn nước cho biết sông Vĩnh Giang là sông mẹ của sông Ninh Ba. Nước từ sông Phụng Hoa và sông Nghiêu Giang cuối cùng sẽ chảy vào sông Vĩnh Giang và đổ ra biển. Một nửa diện tích của Ninh Ba nằm trong lưu vực sông Vĩnh Giang, đó là lý do tại sao lũ lụt lại nghiêm trọng như vậy. Tại Yugao, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tổng lượng mưa lên tới 750 triệu mét khối, tương đương 68 hồ Tây đổ về đây cùng một lúc. Lượng nước đổ về lớn như vậy, cộng với dòng nước thượng nguồn đổ về dữ dội, đỉnh triều cường và mực nước mạng lưới sông dâng cao nên việc xả nước lũ gặp nhiều khó khăn. Theo Yu Xiaoli, lãnh đạo nhóm chuyên gia phòng chống bão Ninh Ba và là kỹ sư trưởng của Cục Bảo tồn nước, trước lượng nước đổ về khổng lồ như vậy, dự án bảo tồn nước đã đóng một vai trò to lớn. Tính đến 6 giờ sáng thứ Sáu, 32 hồ chứa lớn và vừa của thành phố đã chứa được 450 triệu mét khối nước lũ. Hiện có 22 hồ chứa vừa và lớn, 28 hồ chứa loại vừa và 12 hồ chứa loại nhỏ quan trọng vượt mực nước giới hạn lũ, trong đó có 3 hồ chứa lớn là Chu Công Trại, Tiêu Khẩu và Tư Minh. Hồ đã vượt mực nước cao nhất trong lịch sử thông qua việc lập lịch cao điểm xen kẽ hợp lý. Hồ chứa sẽ phát huy tối đa lợi ích kiểm soát lũ và giảm áp lực chống lũ hiệu quả cho hạ du. Tính đến nay, tổng lượng nước lũ do các hồ chứa lớn ở thành phố Dư Diêu xả ra là 150 triệu mét khối. Với việc cơ bản ngừng mưa và giảm lượng nước vào hồ chứa Chu Công Xá bắt đầu ngừng xả lũ từ 6 giờ sáng thứ Sáu và lưu lượng hạ lưu của hồ chứa Giao Khẩu cũng giảm đáng kể. Các chuyên gia cho biết nếu dự án thủy điện không ngăn được lượng nước đến, mực nước sông chính ở hạ lưu Ninh Ba sẽ tăng từ 50 đến 70cm. Theo tin tức từ Văn phòng Kiểm soát Ngập lụt Đô thị của thành phố Ninh Ba, tình trạng ngập úng ở khu đô thị trung tâm đã xấu đi kể từ hôm thứ Năm. Do mực nước sông trong thành phố dâng cao và mực nước thủy triều của sông Tam Giang dâng cao nên tình trạng ngập lụt đã xảy ra. Thành phố đang huy động mọi lực lượng để tiêu thoát lũ. Theo phân tích của các chuyên gia chống ngập, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở khu vực đô thị. Thứ nhất là lượng mưa lớn lên tới 418mm tại khu vực đô thị. Thứ hai là khả năng thoát nước chưa mạnh, nước không thể thải ra ngoài, khả năng thoát nước rất hạn chế. Được biết, Văn phòng chống lũ lụt ở các đô thị nói chung ghi lại mực nước của sông trong thành phố và mực nước triều của 3 con sông mỗi giờ một lần để theo kịp những thay đổi của chế độ nước. Nhận thấy vào lúc 15 giờ chiều thứ Sáu, mực nước chiều cao nhất tại cửa sông Tam Giang là 2,65 m, cao hơn mực nước cảnh báo, gây khó khăn cho việc xả nước sông trong nội thành. Đồng thời, mực nước sông nội địa ở quận Hải Thư là 2,76 m, ở quận Giang Đông là 2,44 m, ở quận Giang Bắc là 2,56 m, tất cả đều vượt quá mực nước cảnh báo. Rõ ràng so với ngày hôm trước, mực nước trong nội thành vẫn ở mức cao, chưa thể hạ thấp đáng kể. Người phụ trách Văn phòng Kiểm soát Ngập lụt Đô thị nói rằng nếu mực nước sông Nội Thành và mực nước thủy triều của sông Ba không hạ xuống, sẽ khó xả lượng nước ngập úng và tình trạng ngập úng đô thị sẽ tiếp tục. Hiện nay, đảm bảo an toàn sinh kế cho người dân là ưu tiên hàng đầu của công tác chống lũ và chống ngập úng đô thị. Tính đến 16 giờ chiều thứ Sáu, Ban Chỉ huy chống ngập đô thị đã bố trí hơn 13.000 nhân viên ứng cứu khẩn cấp và điều động hơn 12.000 lượt người, tổng số 581 máy bơm tiêu, gần 70 phương tiện thuyền và gần 40.000 người được điều động để tiêu và thoát nước. Do lượng mưa lớn từ cơn bão số 5 mang đến, Ninh Ba, Chiết Giang đã phải hứng chịu trận lũ lụt chưa từng xảy ra trong một thế kỷ và 70% thành phố Yuyao bị ngập lụt. Hàng nghìn người dân địa phương đã biểu tình trước cổng tòa thị chính hôm thứ Ba. Những người biểu tình dương cao các biểu ngữ kêu gọi bí thư thành ủy Mao Hồng Phương từ chức. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, nhà chức trách đã cử hơn 1.000 cảnh sát mang khiên đến hiện trường để bảo vệ hiện trường. Sau cuộc đối đầu, giữa hai bên đã nổ ra xô xát, một số người biểu tình bị đánh chảy máu mặt, đồn thổi rằng nhiều người đã bị bắt. Thảm họa ở Dư Diêu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
trên mạng có tin tức cho rằng phụ nữ mang thai không có thức ăn trong 3 ngày, nạn nhân bị cuốn trong báo qua đêm, đồ cứu trợ bị cướp phá, công tác cứu hộ không hiệu quả. Nhiều người bị ảnh hưởng với cơ bản dựa vào sự tự giúp đỡ. Sau thảm họa địa phương, giá cả tăng vọt, nhất là sau khi thời tiết trở nên tốt đẹp, tình trạng ngập nước vẫn tiếp diễn, cảnh tượng bị cắt điện, thiếu nước và lương thực càng khiến cho sự phản kháng của người dân vùng bị ảnh hưởng lên cao chưa từng có. Các cơ quan liên quan của chính phủ Rio cho biết họ đã làm hết sức mình, tuy nhiên khi phần lớn thành phố vẫn chìm trong lũ lụt, đài truyền hình Ninh Ba đã phát đi tin giả nói rằng lũ đã rút và mọi thứ đã trở lại bình thường. Điều này đã làm dấy lên sự tức giận của nhiều nạn nhân. Sau đó, Mao Hồng Phương, bí thư thành ủy Diêu nói rằng chính quyền địa phương đã đưa ra những cảnh báo kịp thời và phản ứng nhanh chóng, đồng thời có thể cho chính quyền 60 điểm để cứu trợ thiên tai. Sáng sớm hôm thứ Năm, Hạ Bảo Long, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang kiêm giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh đã vội vã đến Uyao để chia buồn với các nạn nhân và chỉ đạo công tác tái thiết sau thảm họa tại địa phương. Weibo chính thức của Sở Công an Diêu đang trên mạng xã hội. Thưa công dân và các bạn, Diêu đã gặp phải thiên tai, chúng ta phải giữ bình tĩnh, chúng ta không được hành động hấp tấp, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Weibo được phát hành ngay sau đó. Tôi đã nhận được những lời phàn nàn từ rất nhiều cư dân mạng. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng bình luận, việc bày tỏ những yêu cầu hợp lý phải kịp thời và hợp lý. Duy trì sự ổn định là trách nhiệm của mọi người. Các nhà báo Trung Quốc nhận thấy rằng có vô số lời chỉ trích chính phủ trên đường phố Uyao. Dư luận đặt câu hỏi, Dư Diêu là thành phố gần biển hứng chịu bão nhiều năm, lẽ ra phải có đầy đủ các biện pháp khẩn cấp, phương pháp dự phòng từ lâu, sau khi thiên tai ập đến lại bị động như vậy. Thưa quý vị, nước lũ dâng, làng ngập nước, lũ lụt ở Thọ Quang, Sơn Đông gây ra thảm họa, xả lũ từ thượng nguồn gây ra thảm họa hay thảm họa do thiên tai. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, nhiều nơi ở Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông có mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua. Lượng mưa hiếm thấy trong nhiều năm khiến hồ chứa Diệp Viễn, hồ chứa Đường Thủy và hồ chứa Hắc Hồ Sơn tiệm cận hoặc vượt quá mức cảnh báo lũ, mực trữ nước và lưu lượng vào vượt xa lưu lượng trữ. Sáng ngày hôm qua, cùng với việc gia tăng lưu lượng xả lũ, các làng ven sông Mi bắt đầu bị nước sâu tràn vào, nhiều làng lần lượt bị ngập. Mưa lớn 4 ngày qua, một số nơi vẫn bị ngập sâu trong nước lũ, còn việc lũ có phải do thượng nguồn xả lũ hay không, phía hồ chứa cũng đã có phản ứng. Mưa bão và xả lũ, Thọ Quang đang trải qua đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1974. Theo Kilu Evening News, đây là đỉnh lũ lớn nhất mà Thọ Quang trải qua kể từ năm 1974. 4 ngày sau trận mưa lớn, các ngôi làng vẫn chìm trong nước. Hôm qua, nước đã ngập sâu hơn 1 mét nước ở làng Nam Chiếu Khê, thị trấn Dương Khẩu, Thọ Quang. Dân làng đã sơ tán hết. Nước ngập trong nhiều ngày không có dấu hiệu rút. Làng Kuji, thị trấn Thọ Câu, thành phố Thọ Quang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi mưa lũ, nằm ở phía tây của kè đường Dương Điền. Mặc dù mực nước đã giảm hơn 1 mét nhưng làng Lão Khẩu Tử vẫn là một vùng nước và ngôi làng vẫn bị ngập lụt. Nước trong làng ngập sâu khoảng 60cm, ngập trên đầu gối đến đùi người dân, có nơi nước sâu đến thắt lưng. Từ những hình ảnh video do người dân mạo hiểm về nhà trước đó ghi lại, có thể thấy nhiều đồ đạc đã bị ngâm trong nước. Theo các báo cáo, ngôi làng có 360 hộ gia đình với hơn 1.000 nhân khẩu, tình trạng lũ lụt diễn ra nghiêm trọng trong nhiều ngày qua. 360 hộ gia đình ở làng Nam Chiếu Kê đều bị ngập lụt và nền đất bị sạt lở. Dân làng không nỡ vứt bỏ ngay cả bộ chăn ga cũ nát ngâm nước, vội vã giặt sạch phơi khô. Trong trận lũ này, nhiều nông dân ở các làng lân cận bị ảnh hưởng nặng nề. Phóng viên nhìn thấy ở làng Quảng Lĩnh, thị trấn Thượng Khẩu, hàng chục con lợn của một nông dân nằm ngổn ngang bên mương. Dù được giải cứu kịp thời nhưng tất cả đã đều cạn kiệt sức. Ở làng Quan Gia Trang, Thọ Quang, nước trên đường đã cạn nhưng nước trên ruộng vẫn chưa rút hết. Ở làng Quảng Gia Trang, dân làng tự bơm nước để tự cứu mình. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng hôm qua, tại làng Vương Lưu, thị trấn Yển Ly, Thọ Quang, dân làng vội vã chạy về nhà để tự cứu mình ngay khi nước lũ rút. Mặc dù nhiều thiên tai xảy ra tại quê hương của mình, nhưng ông Lý Thành Tú, 78 tuổi, vẫn bận rộn nạo vét đường làng để tạo điều kiện cho dân làng cứu trợ thiên tai. Sau trận lụt ở thành phố Thọ Quang, một số cư dân mạng đã đăng tải một bài báo cho rằng ba hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ khiến sông chảy ngược. Vào ngày hôm qua, nhân viên của hồ chứa Diệp Viễn cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Paper rằng nếu không xả lũ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Thông thường, mùa lũ bắt đầu từ tháng này, mưa lũ năm nay, mưa nhiều,
mùa lũ chính vụ của các hồ bắt đầu từ tháng trước, thường thì các cửa xả lũ ở đây sẽ được nâng lên ngay khi mực nước vượt mức an toàn buộc xả lũ. Nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy, nếu không xả lũ thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Vào sáng sớm hôm kia, Tôn Triều và Ngụy Trạch Khôn, hai sĩ quan cảnh sát hỗ trợ đồn cảnh sát Tôn Gia Cát thuộc Cục Công an thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, bị sóng lớn xô xuống sông khi đang giải cứu những người bị cuốn trôi. Tính đến hôm thứ Năm, cặp đôi này vẫn mất tích. Bây giờ tôi không dám nghe nhắc đến tên anh ấy nữa. Chú của Ngụy Trạch Khôn buồn đến mức không thể đứng yên vì gọi quá lâu trên bờ. Anh cho biết sau sự việc như vậy, gia đình vẫn chưa biết giải quyết thế nào, chỉ mong một phép màu xảy ra. Tôn Triều, 33 tuổi, là trụ cột của gia đình và là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Ngoài cậu con trai út, cô con gái lớn năm nay vừa tròn 10 tuổi. Cha mẹ trong gia đình đã gần 60 tuổi, bà ngoại 85 tuổi bị tắc mạch máu não. Hiện gia đình vẫn chưa dám nói cho bà biết tin Tôn Triều mất tích. Hôm thứ Năm, phóng viên đã nhìn thấy tại khu tái định cư của trường tiểu học Dương Trang, hơn 600 dân làng đã được tái định cư ở đây và có một dòng người vô tận từ khắp nơi đổ về đây để thể hiện tình yêu của họ. Một số lượng lớn tình nguyện viên đã đổ xô đến làng Yuki và tất cả họ đều đang làm những gì có thể để giúp đỡ khu vực bị lũ lụt. Nhiều người đã chiến đấu trong 3 ngày 2 đêm. Nhiều người dân doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp một lượng lớn lương thực, nhu yếu phẩm. Hai học sinh cấp 3 đã lì xì để mua bánh chưng, nhóm lửa cho bà con. Hôm thứ Năm, huyện ủy thị trấn Thọ Quang Hầu, Duy Phường gửi điện kêu cứu đang cần lương thực gấp. Trong quá trình xả lũ, 7 ngôi làng ở hậu trấn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã tổ chức hơn 10.000 người để chống lũ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là lương thực và nước uống của nhân viên tiền tuyến không thể giải quyết kịp thời, mong các tình nguyện viên có thể quyên góp lương thực, mì gói, nước khoáng. Thị trấn Jitai bị ngập nước nghiêm trọng. Một khu vực rộng lớn của khu vực nhà kho bị ngâm trong nước lâu ngày sẽ khiến nhà kho bị sập. Hiện tại cần có một máy bơm công suất lớn để thoát nước cho nhà kho. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở Quý Châu và các tỉnh khác ở Trung Quốc khiến mực nước dâng cao chóng mặt. Đường xá và nhà cửa của một ngôi làng ở Quý Châu bị ngập lụt, nơi ngập sâu nhất lên tới hơn 10 mét. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông vào hôm thứ Ba tuần này, vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư, thiên tai lũ lụt ở làng Đức Quyên, thị trấn Tài Phần, huyện Đài Giang, tỉnh Quý Châu rất nghiêm trọng. Tất cả các con đường trong làng đều bị ngập lụt và một số ngôi nhà bị ngập hoàn toàn. Dân làng không có chỗ ở, chỗ nước sâu nhất có thể lên tới hơn 10 mét. Nhìn từ trên cao xuống, ngôi làng gần như trở thành biển nước, tình hình hết sức nguy kịch. Theo dữ liệu do Cục Khí tượng Quý Châu công bố hôm thứ Tư, mưa lớn đã xảy ra ở 8 trấn của Quý Châu và ở 29 quận. Trong vòng 2 ngày, 22 quận và khu đô thị ở Quý Châu liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 18.700 người ở 54 ngôi làng thuộc 8 thị trấn và 56 ngôi làng ở huyện Hui Sui, huyện Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu, nơi bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả trong 2 ngày liên tiếp. Lở đất, lở bùn và các thảm họa khác đã xảy ra trên các con đường ở quận Hướng Dẫn, Quý Châu. Một số làng bị ngập nước trên diện rộng, các con đường vào làng bị lũ lụt chặn lại, đất nông nghiệp bị ngập và một cây cầu bị sập. Ngoài ra, phía bắc thành phố Đồng Nhân và thành phố Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu cũng có mưa lớn, nước sông Vừa và Nhỏ dâng cao, một số làng và trấn ở huyện Đồng Tử, thành phố Tuân Nghĩa bị lũ lụt nghiêm trọng. Mực nước 275 hồ chứa ở An Huy vượt giới hạn lũ. Thời gian gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở nhiều tỉnh phía Nam đất liền, lũ lụt xảy ra ở nhiều tỉnh. Theo các báo cáo, tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, năm con sông gồm Tây Hà, Phong Lạc và Tỳ Hưu thuộc tỉnh An Huy đã xuất hiện lũ vượt mức nước cảnh báo. Mực nước khu vực Hồ Sào Hồ tiếp tục dâng cao, đồng thời có tổng số gần 280 hồ chứa vượt lũ vượt giới hạn cho phép. Tại tỉnh An Huy, hoa màu bị ngập lụt, nhà cửa bị sập và hư hại, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng. Tính đến chiều tối ngày thứ Tư, đã có 8.174 người phải sơ tán khẩn cấp, 14,2 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 669 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, dự kiến trong ngày thứ Năm sẽ có mưa to đến rất to ở số khu vực Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác. Có mưa lớn ở một số vùng ở Vân Nam, Tây Tạng và những nơi khác. Theo Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên, từ tối thứ Năm đến thứ Bảy, Tứ Xuyên sẽ bắt đầu mở một đợt mưa lớn mới. Hầu hết các lưu vực sẽ có mưa to đến rất to, miền Trung và miền Đông sẽ có mưa to đến rất to, nên tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của CCTV, kể từ cuối tuần qua, mực nước của 200 con sông ở 16 tỉnh bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã vượt quá mức cảnh báo,
cao hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm trước. 19 sông có lũ vượt mức nước đảm bảo, 5 sông vừa và nhỏ cũng có lũ vượt kỷ lục lịch sử. Do mưa lớn và nước thượng nguồn, từ thứ 2 đến thứ 6, đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 80 năm qua trên sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Mực nước của đoạn Kỳ Giang vượt quá mức nước đảm bảo hơn 6 mét và mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn kiểm soát lũ gần 3 mét. Trong chương trình phát sóng trực tiếp của CCTV, một số người dân cho biết bãi đầu xe của trường chúng tôi bị ngập hoàn toàn và những chiếc ô tô đang trôi nổi trên mặt nước. Hình ảnh cho thấy phần trên của tầng 1 đường Kỳ Giang - Tân Giang ngập hoàn toàn trong một làn nước đục ngầu màu vàng. Có 3 tầng của nơi cư trú, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tầng trên cùng. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận mưa lớn ở quận Kỳ Giang của thành phố Trùng Khánh đã gây ra trận lụt lớn nhất kể từ khi nhà ga được xây dựng vào năm 1951 và 21 đường phố và thị trấn bao gồm Cổ Nam, Văn Long và Thạch Giao đã bị ngập nghiêm trọng, giao thông bị tắc nghẽn. Lưu Chí Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, lũ vượt mức cảnh báo có thể xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, lưu vực sông Châu Giang, sông Tây Giang, sông Hoài Hà, Hồ Thái Hồ và một số sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lớn. Thưa quý vị, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Sơn Đông, Cam Túc và một số tỉnh lân cận, mưa lớn do bão số 5 tiếp tục tàn phá đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Tân Hoa Xã, Bắc Kinh hôm Chủ nhật cho biết cơn bão mạnh nhất số 5 đổ bộ vào Trung Quốc năm nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật, nhưng tác động của nó vẫn tiếp tục và lượng mưa lớn do bão ở Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang tiếp tục tàn phá đã khiến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, bị ảnh hưởng bởi bão số 5, sóng dữ dội và lượng mưa lớn trên diện rộng xảy ra dọc theo bờ biển Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác. Mưa to đã đến rất to đã đổ xuống miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang, Đông Quảng Đông và Đông Nam Giang Tây. Hơn 10 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Dân Giang, sông Cửu Long Giang, sông Đình Giang ở tỉnh Phúc Kiến và thượng nguồn sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua lũ lụt vượt mức báo động, với phạm vi vượt mức báo động là 0,9m đến 2,8m. Hiện mực nước hầu hết các sông ở mức cảnh báo siêu cấp đều đang xuống. Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã thông báo vào hôm Chủ nhật rằng, theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Bão số 5 cũng khiến hơn 110.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, lượng mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của tỉnh Giang Tây. Từ 0 giờ đến 16 giờ chiều Chủ nhật, có 4 trạm đo mưa tại 3 huyện của tỉnh Giang Tây có lượng mưa vượt 320mm, 40 trạm đo mưa tại 7 huyện có lượng mưa vượt 250mm và 20 quận có lượng mưa vượt 200mm, 189 trạm đo mưa có lượng mưa vượt 100mm. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ Hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 16 giờ chiều Chủ nhật, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn do bão số 5 mang lại, hơn 110.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và đã được di chuyển khẩn cấp và 54 người đã chết. Đến nay, báo cáo thương vong chưa được điều tra chính xác. Bị ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn đổ xuống ở Phúc Thanh, Phủ Điền, Tuyền Châu và những nơi khác, khiến lượng mưa ở đoạn Phúc Thanh, Tuyền Châu của tuyến Hàng Châu, Thâm Quyến vượt qua mức cảnh báo an toàn với lượng mưa liên tục tối đa lên tới 318mm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu chở khách, Cục Đường sắt Nam Sương đã tạm thời đình chỉ 16 đôi tàu EMU vào ngày hôm đó. Hiện tại, một số chuyến tàu bị chậm ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn liên tục ở Sơn Đông cũng đã khiến 29 hồ chứa tràn bờ. Hầu hết Sơn Đông, đặc biệt là phía Sơn Đông và Giao Đông, liên tục hứng chịu mưa lớn khiến 25 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh vượt nước lũ giới hạn. 29 hồ chứa bị tràn, cửa đập tràn của hồ chứa sông Lâm Tuyền ở Lai Châu, Yên Đài đã không thể mở cửa xả lũ vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Bảy do sét đánh và mất điện. Mưa liên tục và nhiều trận mưa lớn xảy ra ở tỉnh Cam Túc gây sạt lở đất đá và lũ lụt lớn. Tính đến 9 giờ sáng Chủ nhật, thảm họa đã khiến 1,2341 triệu người ở 49 quận và huyện thuộc 10 thành phố và quận bao gồm Lan Châu, Bạch Ngân, Thiên Thủy, Bình Lương, Cửu Tuyền, Thanh Dương, Định Tây, Long An, Cam Nam và Lâm Hạ bị ảnh hưởng. 14 người chết, 7 người bị thương do thiên tai và 12.600 người đã được chuyển khẩn cấp. Hiện tại, Cục Dân Chính tỉnh Cam Túc và Sở Tài chính tỉnh đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
gửi 1.200 chiếc chăn bông và 400 chiếc lều. Cuộc sống cơ bản của những người dân bị ảnh hưởng đã được tái định cư ổn định. Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề ở Phúc Kiến, 340.000 người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 đổ bộ vào bán đảo Hoàng Kỳ ở huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 16 giờ chiều thứ Bảy, gây mưa xối xả trên diện rộng trên toàn tỉnh. Một số huyện có mưa rất lớn. Theo thống kê, từ 2 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ nhật, có 19 huyện có mưa từ 50 đến 100mm, 41 huyện có lượng mưa từ 100 đến 200mm, có 11 huyện, trong đó quận Thông An là quận lớn nhất với 280mm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt vượt mức cảnh báo tại một số địa điểm ở Đình Giang, Tây Bắc Cửu Long Giang, Hữu Hy và Tây Đại Giang. Tính đến 18 giờ chiều Chủ nhật, tất cả các đường dây điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 ở Tam Minh và Nam Bình, Phúc Kiến đã được sửa chữa và hơn 40.000 người dùng bị mất điện ở hai nơi đều được cấp điện trở lại bình thường. Sau cơn bão số 5, sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã nối lại tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chuyến bay là gần 90%, cao hơn 17% so với bình thường. Phóng viên được biết từ chính quyền nhân dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây vào trưa Chủ nhật rằng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở thành phố Diên An do mưa liên tục đã lên tới 260.000 người, 26 người thiệt mạng và 116 người bị thương ở 5 quận do thảm họa. Hiện tại, nhiều công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được tiến hành trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng mưa còn gây ra 3.710 vụ lở đất và sập nhà ở Diên An, làm gián đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ, 43 tuyến đường huyện và thị trấn, 84 tuyến đường nông thôn, đồng thời chặn 54 chuyến tàu hỏa lên xuống. Bị ảnh hưởng bởi cụm mây còn sót lại từ bão số 5, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai vẫn còn có mưa to đến rất to ở phía Tây Phúc Kiến, Giang Tây, Đông Nam và Hậu Bắc và Tây Nam An Huy. Ngoài ra, từ thứ Hai đến thứ Năm, ở Tứ Xuyên vẫn sẽ xảy ra đợt mưa lớn. Trong đó, Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, riêng Trung Trung Bộ lượng mưa từ 200mm đến 400mm. Để đối phó với đợt mưa trên diện rộng, Bộ Quốc phòng một lần nữa đưa ra thông báo tới Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng thủ liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Kính thưa quý vị, theo thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông, đã có 3 người bị chết do nước lũ cuốn và 4 người mất tích sau khi 2 thuyền cá bị chìm, trong khi một người khác thiệt mạng do nhà sập. Lốc xoáy do bão gây ra cũng khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa và các công trình khác ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông và thành phố Phật Sơn. Ở Trạm Giang, mưa to và gió lớn đã gây mất điện, nước và liên lạc viễn thông trên diện rộng. Đến thứ Bảy, ít nhất 10% hộ gia đình vẫn chưa có điện. Cơn bão số 5 đã gây ảnh hưởng đến 3,16 triệu người dân tại 25 huyện của tỉnh Quảng Đông, buộc gần 150.000 người phải sơ tán. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế tại khu vực này đã lên tới 12,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,97 triệu đô la Mỹ, hơn 2.800 căn nhà bị hư hại và gần 196.000 ha đất nông nghiệp bị tàn phá tại tỉnh này. Sở Nội vụ tỉnh đã phân bổ 20 triệu nhân dân tệ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão. Tại tỉnh Quảng Tây, bão đã ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ tại 22 quận, 66.300 người dân đã phải sơ tán. Ước tính bão gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế đến 175 triệu nhân dân tệ tại khu vực này. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, 6 người đã thiệt mạng do cây đổ ở thành phố Nam Ninh. Trước đó, bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Đông chiều thứ Sáu với sức gió lên tới 60m/giây. Theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, bão số 4 là cơn bão siêu nhanh chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Từ khi bão hình thành đến khi vào đất liền, bão di chuyển với tốc độ khoảng 1.300 km trong 57 giờ đồng hồ so với hầu hết các cơn bão khác đổ bộ vào Quảng Đông khoảng 3-4 ngày sau khi hình thành. Gần đây, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Sông Bắc Yishui ở huyện Yixian, tỉnh Hà Bắc trải qua trận lũ lớn nhất trong vòng 60 năm qua kể từ năm 1963, khiến lũ quét bùng phát và cầu Nhất Hợp Trang bị gãy. Ngoài ra, Nội Mông, Hắc Long Giang, Hà Nam, Vân Nam và những nơi khác tiếp tục có mưa lớn và mưa cực lớn. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông thứ Bảy, báo cáo mới nhất từ Văn phòng trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của huyện Yi, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc cho biết, từ đêm thứ Năm đến 11 giờ trưa thứ Bảy, có mưa lớn trong quận và lượng mưa trung bình trong quận là 160,3mm, có 43 trạm đo có lượng mưa lớn. Trong số 5 con sông chính ở huyện Yi, sông Bắc Yishui đạt 527 m3 mỗi giây, đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1963.
mưa xối xả đã gây ra lũ lụt, hơn 3.500 mét đường giao thông trong huyện bị hư hỏng, 12 cây cầu và một số ngọn núi bị sập, 431 mẫu đất canh tác và 260 mẫu cây ăn quả bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 10 ngôi nhà hoang bị sập và 7 ngôi nhà bị hư hại. Theo Cục Kiểm soát Lũ lụt huyện Di, vào khoảng 5 giờ sáng thứ Bảy, lũ quét đã làm gãy cầu Nhất Hợp Trang bắc qua sông Bắc Chi Chui trong huyện. Tin tức tài khoản WeChat chính thức của Công ty Bảo tồn nước Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo thời tiết thảm họa lũ lụt trên núi Màu Cam vào lúc 18 giờ chiều thứ Bảy. Dự kiến từ 20 giờ tối sẽ có khả năng cao xảy ra lũ quét ở một số khu vực như Bắc Hắc Long Giang, Tây Hà Nam, Đông Nam Vân Nam, Tây Tân Cương và đưa ra cảnh báo vàng. Trong đó, có khả năng cao xảy ra lũ quét cục bộ ở Đông Nam Vân Nam với cảnh báo màu cam. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra thiên tai lũ quét do lượng mưa lớn ngắn hạn cục bộ. Trước đó, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đại lục đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy. Dự kiến từ 14 giờ chiều thứ Bảy có mưa to đến rất to ở phía Tây An Huy, phía Đông và Nam Hồ Bắc, Bắc Giang Tây, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Vân Nam, Tây Quảng Tây và bờ biển Nam Quảng Đông. Trong 3 ngày tới sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực thuộc miền Trung và miền Nam Hoa Bắc, miền Tây Hoàng Hoài, miền Trung và miền Tây Giang Hoài, miền Trung và miền Đông Giang Hán, miền Bắc Giang Nam, Quý Châu và miền Đông Vân Nam, Sơn Tây, Bắc Hà Nam và trung tâm An Huy có mưa bão lớn ở phía Nam, Đông Bắc Hồ Bắc, Nam Quý Châu và Đông Vân Nam. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, lưu lượng nước vào hồ chứa Nội Giang đạt 4.110 m khối mỗi giây, là trận lũ số 2 trên sông Nội Giang năm nay. Đến 12 giờ, mực nước hồ Nigeri dâng 0,19 m so với lúc 8 giờ, đạt 211,85 m. Ngoài ra, Weibo chính thức của Cục Đường sắt Thành đô Trung Quốc đã báo cáo rằng, do ảnh hưởng của mưa lớn, các chuyến tàu đi qua ga Tống Nam trên tuyến Tùy Ngọc đến ga Hạ Đài Hà sẽ bị hoãn hoặc ngừng hoạt động trên nhiều khu vực. Theo blog chính thức của Trung tâm Truyền thông Dòng ở huyện Thọ Xuân, tỉnh An Huy, do lượng mưa lớn trong nhiều ngày, mực nước của các con sông trong huyện đã tăng vọt và một số con đường dẫn đến cổng Tân Dương của thành phố cổ Thọ Xuân, danh lam thắng cảnh đã bị nhấn chìm. Bắt đầu từ sáng Chủ nhật, lối vào thành phố cổ thị trấn Thọ Xuân và lối ra của Tân Dương Môn đã bị phong tỏa. Kính thưa quý vị, phần phía nam của đại lục đã bị ảnh hưởng nặng nề sau mưa bão lớn, lũ lụt, lở đất và các thiên tai khác đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở các tỉnh Chiết Giang và Quý Châu với 13 người chết và mất tích, 2,45 triệu người bị ảnh hưởng ở nhiều nơi trong Hồ Nam và 7 người chết. Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo tính đến 7 giờ sáng thứ Bảy, lũ lụt và mưa xối xả đã ảnh hưởng đến 765.000 người tại 5 thành phố gồm Lệ Thủy, Cù Châu và Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang với hơn 1.200 nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Tại 9 thành phố bao gồm Đồng Nhân, Bích Khiết và Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu, 1,267 triệu người bị ảnh hưởng, 13 người chết và mất tích, gần 600 ngôi nhà bị sập, 56,3 nghìn hectare hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 79.000 hectare bị phá hủy và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,33 tỷ nhân dân tệ. Theo các báo cáo, vào khoảng 2 giờ sáng thứ Năm, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Tam Hà, thị trấn Thập Tự, huyện Diên Tân, tỉnh Vân Nam, khiến gần 60 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng. Các con đường dẫn đến Ngụy Tân và Trấn Hùng ở các quận lân cận gần đó cũng bị sạt lở, cắt đứt và gián đoạn 2 chiều, ảnh hưởng đến việc lưu thông của hơn 2 triệu người. Sau thảm họa, người dân cả nước đã tự tổ chức cứu hộ và mong chờ sự giải cứu từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình hình cứu hộ ở nhiều nơi không khả quan. Một cư dân mạng Chiết Giang cho biết, tại làng Âm Gia, trấn Chiết Đại Khẩu, huyện Tùy Trường, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, nơi hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong trận lũ thảm khốc này, đã hơn 40 giờ trôi qua kể từ khi bão lũ xảy ra và họ đang phải tự cứu mình chứ chưa nhận được bất kỳ sự cứu trợ nào từ cấp xã và cấp huyện. Hôm thứ Năm, Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Nam sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới. Từ thứ Sáu đến Chủ nhật xuất hiện một đợt mưa khác, vành đai mưa chính nằm ở trung tâm phía nam sông Dương Tử. Quý vị thân mến, trước đó vào sáng sớm hôm thứ Tư, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có trong thế kỷ. Nhiều nơi trong thành phố xảy ra lũ lụt, ngoài ra còn có lũ quét và sạt lở đất.
giới chức cho biết có 12 người thiệt mạng và 2 người mất tích vào lúc 11 giờ 13 phút trưa thứ Hai, lúc chính thức của thành phố Chư Kỵ do thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đăng cai, đã đưa ra một thông báo cho biết rằng vào sáng sớm hôm nay, Chư Kỵ đã phải hứng chịu một trận mưa lớn trong thời gian ngắn, cường độ cao và đột ngột xảy ra một lần trong một thế kỷ. Lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận. Tính đến 6 giờ 30 phút sáng thứ Hai, lượng mưa tích lũy ở Mã Giám, Đào Châu, Diêu Giang, Vô Tích, phố Dịnh Điếm và các thị trấn và đường phố khác trong thành phố đã vượt quá 170mm. Đào Trúc Bạch Môn là nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 241,6mm và Trúc Viên Diêu Giang đạt 95,8mm/giờ. Và lượng mưa trung bình của thành phố đạt 60,5mm. Báo cáo cho biết đến thời điểm đó đã có 1.835 người được chuyển đi, 12 người chết và 2 người mất tích do mưa lớn. Theo Beijing.com, trụ sở kiểm soát hạn hán và lũ lụt của thành phố Chư Kỵ đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên cấp 2 lúc 4 giờ sáng và ứng phó khẩn cấp với các thảm họa địa chất lên cấp 2. Theo báo cáo, một số thị trấn và đường phố trong thành phố đã xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất và sụt lún, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi trong lưu vực sông Bộc Dương. Theo video trên mạng cho thấy, đường xá tại địa phương biến thành sông, có đoạn lũ quật ngã ô tô như đang lao xuống sông, nước lũ tràn và nhà ngập đến đầu gối. Kính thưa quý vị, tỉnh Quý Châu gần đây đã trải qua những trận mưa xối xả liên tiếp, trong đó Tuân Nghĩa và đồng nhân căn cứ đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt hứng chịu mưa lớn, lũ lụt gây sạt lở đất, điện nước và đường xá bị gián đoạn, ít nhất 20 người thiệt mạng. Kể từ hôm Chủ nhật, hầu hết tỉnh Quý Châu hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Vào sáng thứ Hai, 6 thị trấn thuộc huyện Tuân Nghĩa và Đồng Nhân đã xảy ra mưa lớn, trong đó lượng mưa ở thị trấn Papaya lên tới 160,2mm, nước trên đường cao tới hơn 4m. Sông Papaya địa phương đã phải trải qua trận lũ lụt một lần trong thập kỷ. Những trận mưa xối xả liên tiếp đã gây ra lở đất, hư hỏng cầu, gián đoạn nước, điện và đường xá, làm ngập nhiều thị trấn như thị trấn Papaya và thị trấn Bá Giao thời, khiến một số lượng lớn người dân bị mắc kẹt. Thị trấn Bá Giao bị tê liệt do mất liên lạc tại chỗ và không rõ tình hình. Theo số liệu chính thức tính đến 16 giờ chiều thứ Hai, theo điều tra và thống kê sơ bộ, đã có 3 người chết vì sập nhà do lũ quét. Ngoài ra, huyện Diên Hà, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu cũng hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa lớn liên tục gây ra thiên tai lũ cuốn núi. Trên địa bàn xảy ra sạt lở đất ở các mức độ khác nhau. Trong số đó, đường hầm cao tốc từ huyện Giang Hê đến thị trấn Quảng Châu đã bị tắc nghẽn do sạt lở đất. Một đoạn video cho thấy mưa lớn ở huyện Diên Hà ở Đồng Nhân đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều nơi trong huyện. Cảnh thác nước lũ xuất hiện dưới cây cầu ở thị trấn huyện, nhà ở và cửa hàng của một số người dân ở thị trấn huyện bị ngập. Theo báo chí đưa tin, lũ lụt ở khu vực đô thị của huyện Diên Hà đã cuốn trôi nhiều phương tiện, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất liên lạc. Dữ liệu mới nhất từ Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu cho biết, lượng mưa lớn liên tục dự kiến sẽ kéo dài đến thứ Tư. Các huyện Ngũ Xuyên, Trịnh An, Yên Hà và Đồng Tử đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ. 13 quận thuộc thẩm quyền của thành phố Tuân Nghĩa, thành phố Đồng Nhân đã đưa ra cảnh báo màu vàng. Trước đó, từ trưa thứ Bảy đến Chủ nhật, Trịnh An và Đạo Trấn ở Tuân Nghĩa cũng trải qua những trận mưa lớn hơn 100mm. Do đó, nhiều con đường thị trấn ở Trịnh An và Đạo Trấn đã bị gián đoạn do sạt lở đất. Hơn một tuần trước, từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng ngày thứ Sáu, thị trấn Bích Phong, huyện Trịnh An, thành phố Tuân Nghĩa đã hứng chịu một trận mưa bão nghiêm trọng. Thời gian mưa lớn kéo dài trong 5 giờ, lượng mưa trong 1 giờ đạt 163,3mm. Đây là một trận mưa lớn đặc biệt ở tỉnh Quý Châu. Thưa quý vị, mọi người ghét cái nóng mùa hè và ước nó qua sớm hơn. Nhưng bây giờ, người dân Thọ Quang háo hức mong trời sẽ có nhiều nắng hơn, thời tiết nóng hơn để đồ đạc của họ bị ngâm trong nước lũ có thể được làm khô càng sớm càng tốt và họ có thể trở về nhà của mình càng sớm càng tốt. Tất cả điều này xảy ra ở Thọ Quang, Sơn Đông, quê hương của các loại rau. Hôm thứ Bảy tuần trước, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thọ Quang đã ban hành một thông báo khẩn cấp về việc ban hành thông báo cảnh báo đỏ cấp 1 để kiểm soát lũ lụt. Lưu lượng xả lũ của hồ chứa Diệp Viễn là 1.160 m³/giây và lưu lượng nước đến từ đoạn vào thành phố Thọ Quang sẽ đạt 1.700 m³/giây. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ dự kiến là 1 giờ sáng ngày thứ Hai đến 21 giờ 50 phút đêm ngày Chủ nhật. Cảnh báo chống lũ được nâng cấp từ cảnh báo màu cam lên cảnh báo màu đỏ. Văn bản yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng chống lũ và sơ tán nhân sự. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng thứ Hai, tốc độ dòng chảy tại trạm Mễ Hòa Thọ Quang là 2.250 m³/giây.
Điều này vượt quá ước tính trước đó là 1.700 mét khối mỗi giây và chạm trán với đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1974. Hôm thứ Hai, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Songwon một lần nữa đưa ra thông báo nhắc nhở rằng hồ chứa Song Sơn, hồ chứa Diệp Viễn và hồ chứa Hắc Hồ Sơn sẽ xả lũ cùng lúc vào thứ Hai. Vào lúc 9:30 sáng thứ Hai, tốc độ dòng chảy trạm Mễ Hòa Tân Phương giảm xuống còn 1.680 mét khối mỗi giây và giảm dần sau đó. Tính đến 10:45 sáng thứ Hai, ba hồ chứa thượng nguồn đã giảm lưu lượng xả lũ và tổng lưu lượng ở Mễ Hòa Thọ Quang giảm mạnh xuống 616 mét khối mỗi giây. Vào chiều ngày thứ Hai, lượng xả lũ tăng nhẹ và lúc 5 giờ chiều thứ Hai, tổng lượng xả lũ ở Mễ Hòa Thọ Quang đạt 684 mét khối mỗi giây. 16:25 chiều thứ Ba, hồ Tùng Sơn đóng cửa, đến 18:15 cả ba hồ thượng nguồn ngừng xả lũ. Vào hai ngày thứ Ba và thứ Tư, hồ chứa Hắc Hồ Sơn và hồ chứa Diệp Viễn lần lượt mở các cửa tràn và kiểm soát dòng chảy ở mức 50 mét khối mỗi giây. Hôm thứ Sáu, tổng lưu lượng xả lũ từ thượng nguồn hồ chứa sông Mi là 100 mét khối mỗi giây. Sáng thứ Hai, Vương Cường, một người dân ở thôn Tây thôn Mễ Thành, nghe tin tình hình lũ sắp ập đến, đã ra đập xem tình hình lũ để chuẩn bị trước. Khi Vương Cường đi bộ đến đập điều tiết lũ Mi Hê ở phía Tây thôn Mễ Thành, anh phát hiện có nước thấm nên nhanh chóng gọi điện cho bí thư thôn. Sau khi bí thư thôn nhanh chóng đến, anh đã báo cáo cấp trên đưa phương tiện đến. Khi đó đập đã vỡ và đã mở rộng đến 10 mét. Thấy nước ở đập ngăn lũ thấm ngày càng nặng, một lúc sau tôi chỉ nghe tiếng bùm. Chỗ thấm ập xuống, bất ngờ xuất hiện một hố sâu khoảng 3 mét, nước lũ ồ ạt tràn ra ngoài. Sau đó nó sụp đổ sụp xuống, khiến chỗ vỡ đập ngày càng lớn. Vương Cường nhớ lại, nhìn nước lũ ào ạt kéo đến, các biện pháp ngăn chặn đơn giản không có tác dụng. Cuối cùng, 7-8 chiếc xe tải được điều động đến trực tiếp đổ bùn đất vào đập. Với sự chung sức của mọi người, địa điểm cuối cùng đã được chôn lấp vào tối ngày thứ Hai. Tuy nhiên, nước lũ đã tràn vào từ phía tây làng Tây Mễ Thành và nước lũ bắt đầu tràn vào nhà của dân làng và thấm vào khắp nơi, nhấn chìm ghế sofa và giường, ngũ cốc ướt sũng và gia súc bị nhấn chìm. Theo người dân, mực nước cao nhất vào trong nhà lên đến hơn 1 mét, gần như toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ngâm. May mắn thay, mọi người đã được sơ tán. Khuôn mặt của Vương Cường giãn ra và ngay sau đó khuôn mặt của anh ta lại đầy đau khổ. Tôi đã mất khoảng 600 con lợn và 2 nhà kính, tổng cộng gần 1 triệu nhân dân tệ. Một nửa số tiền khó kiếm được của tôi đã bị cuốn trôi lũ lụt. Tôi không biết có được bồi thường thiệt hại không nữa. Vào tối hôm thứ Hai, một vụ tràn đập đã xảy ra ở làng Kuji, thị trấn Dương Khẩu. Hôm thứ Hai tại Thọ Quang, trên dòng sông Minh Hê đã xảy ra nhiều vụ vỡ đập gần làng Mậu Thành, làng Lệ Gia Loan và làng Kuji. Tính đến 6 giờ chiều thứ Hai, thị trấn Jingli đã sơ tán được khoảng 17.900 nông dân liên quan đến 24 ngôi làng, chiếm một nửa tổng số làng ở thị trấn Jingli. Một số ngôi làng vừa được sơ tán và lũ lụt tràn vào các ngôi làng và chúng tôi đã thoát được nguy hiểm. Người phụ trách thị trấn Jingli cho biết, theo Weibo có tên là Wei Fang Risley, cho biết theo thống kê sơ bộ, 15 thị trấn và khu phố ở Thọ Quang đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, tổng cộng 89 ngôi làng đã được sơ tán và 62.462 người được chuyển đi tái định cư. Vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Năm tuần vừa qua, mưa lớn bắt đầu đổ xuống Bắc Kinh, trong đó Mật Vân và Hoài Nhu đã xảy ra mưa lớn và lũ quét. Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng cho sông Bạch Hà. Vào sáng sớm ngày thứ Năm, mưa lớn đã gây ra thiệt hại cho một số cơ sở điện 110 kV ở một số khu vực Mật Vân và Hoài Nhu ở Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ, khoảng 3.000 hộ đã được cấp điện trở lại, còn 1.100 hộ chưa được cấp điện trở lại. Theo Cục Quản lý Đường bộ của Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Bắc Kinh, mưa lớn đã gây ra 9 vụ lở đất trên các con đường ở Mật Vân và Hoài Nhu, Phương Sơn và những nơi khác. Theo Bắc Kinh.com, tốc độ dòng chảy của lũ Bạch Hà tại trạm thủy văn Trường Gia Phần ở Mật Vân là 1.300 mét khối mỗi giây. Hồ chứa Đại Thủy Ngư ở quận Hoài Nhu đã tràn vào hồ chứa, vượt quá giới hạn lũ 1,7 mét. Sáng sớm ngày thứ Năm, phía tây bắc huyện Mật Vân xảy ra mưa lớn, một số con sông bị ngập lụt. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Năm, lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh là ở Trương Gia Phần, Mật Vân đạt 403,4 mm. Ngoài ra còn có 5 trạm vượt quá 300 mm với diện tích 350 km2 và 15 trạm vượt quá 200 mm có diện tích 1.000 km2. Tính đến thời điểm hiện tại, một số vụ sạt lở núi đã xảy ra tại km29+000 đường Lưu Tân, quận Mật Vân với khối lượng sạt lở khoảng 76.000 mét khối. Ngoài ra, sạt lở đất còn xảy ra trên đường Tịnh Gia và Yên Lưu, 35 danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa,
tại quận Mật Vân, làng Hoàng Thổ Ban và làng Bành Huệ An, mỗi nơi có một ngôi nhà bị sập và 1.700 cư dân phải sơ tán. Cũng do mưa lớn, nước sông dâng cao, lũ quét xảy ra ở phố Song Văn, thị trấn Lưu Lâm Miêu, một phụ nữ ở Nội Mông ôm cây to chờ cứu hộ. Ngoài ra, đường Lục Lãng, thị trấn Lưu Lâm Miêu, quận Hoài Nhu hiện đang được sửa chữa khẩn cấp vì mất điện do cột điện bị sập. Tờ Bắc Kinh Thời sự buổi tối đưa tin, hiện tại nhiều ngã tư đoạn đường ở khu vực Hồi Long Quan thuộc Trường Bình Nước đã ngập rất sâu, trong đó có gầm cầu đường sắt đô thị trên đường Ngọc Trì Đông khiến giao thông bị gián đoạn do bị ngập nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Dưới cầu Hồi Long Quan của đường cao tốc Bắc Kinh Tây Tạng do ngập nước nên hai làn đường đi ra đi vào Bắc Kinh đã bị đóng cửa. Ngoài việc giao thông bị ảnh hưởng, công viên Đồi Thơm cũng bị đóng cửa. Vườn Bách Thảo Bắc Kinh nhận được lượng mưa lớn và độ ẩm của đất trong khu thắng cảnh thung lũng Anh Đào trong công viên đất có xu hướng bão hòa, có nguy cơ sạt lở đất, vì vậy công viên cũng đã đóng cửa. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải video về hình ảnh về lũ lụt tại địa phương. Một nickname có tên chú heo con Dương Dương Tiểu Trúc cho biết, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh báo lũ lụt ở Bắc Kinh. Mưa vào ban đêm thực sự khủng khiếp. Sau khi bị đánh thức, tôi đã đeo nút bịt tai và hầu như không ngủ được. Nickname Wendy Xiaolai nói rằng mưa lớn ở Bắc Kinh và cảnh báo lũ lụt ở Bắc Kinh đều đang được tìm kiếm nhiều nhất và tôi sợ khi đi học lại hôm nay. Một nickname khác có tên là Ji Tian An nói rằng buổi sáng khi anh ấy ra ngoài trời không có mưa, trên đường hầu như không có nước, sau khoảng 1 giờ, nước đã ngập rất nhanh, ô tô ở tầng dưới đã nổi lênh bềnh như đang bơi. Còn Kion Dai Linji nói rằng nhiều con đường đã trở thành sông. Lần này, mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở Bắc Kinh gây nên những trận lở núi, tương tự trận lụt kinh hoàng xảy ra năm 2012. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2012, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa xối xả liên tục kéo dài 20 giờ. Mưa lớn trút xuống và thành phố bị ngập úng nghiêm trọng. Nhiều tài xế chết ngạt trong xe khi chưa kịp thoát ra ngoài. Xe khách bị lũ cuốn trôi, nhiều người đi đường cũng bị chôn vùi trong biển nước lũ vì không thoát được dòng lũ dữ. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn đổ xuống tỉnh Tứ Xuyên gây ra lũ lụt, nước lũ dâng cao, nhà cửa bị ngập và cầu bị sập. Trong số đó, thành phố Đại Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại, thị trấn Quan Tử, nước lũ đã rút dần. Nhưng khi người dân trở về nhà thì phát hiện đồ đạc đã bị cuốn trôi, lương thực và nước uống không có, dòng nước chảy xiết tràn ngập cả thị trấn. Phóng viên Đại Kỳ Nguyên đã biết được từ Giang Nghĩa, một cư dân ở thị trấn Quan Tử, quận Đại Xuyên, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên rằng một trận lũ quét bất ngờ bùng phát vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng ngày thứ Ba. Người dân cho biết họ không được thông báo trước. Tôi không ngờ lũ lớn như vậy, có người phát hiện ra trước và thông báo cho nhau, dân làng giúp nhau thoát thân, Giang Nghĩa nói. Con phố nơi nhà Giang Nghĩa nằm ở rìa một con sông, do nước lũ chảy xiết toàn bộ thị trấn đã bị ngập lụt và tất cả các cây cầu đều bị cuốn trôi. Điện đã bị cắt 2 ngày trước và nó mới được khôi phục vào ngày hôm nay. Mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng đến hoạt động của một số đoạn dọc tuyến đường sắt Tương Vũ, đường sắt Đại Loan và đường sắt Đại Thành. Tin tức phát hành Đại Châu cho biết do sạt lở của một ngọn núi dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực Đại Châu, một số tuyến đường ở Đại Châu đã tạm thời bị đình chỉ. Giang Nghĩa nói rằng những người lao động nhập cư sẽ không thể trở về quê hương của họ để được nhận hỗ trợ. Người dân cho biết họ bị thiệt hại rất nghiêm trọng và cuộc sống trong những ngày tới sẽ cực kỳ khó khăn. Tầng 1 của tòa nhà về cơ bản bị ngập nước và tất cả đồ đạc trong nhà đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay dù nước lũ đã rút dần nhưng việc ăn uống của người dân trong thôn đang gặp khó khăn. Giang Nghĩa cho biết dân làng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và họ chỉ có thể thỏa mãn cơn đói bằng mì tôm và nước khoáng. Chính phủ chỉ cung cấp mì gói và nước sinh hoạt khác đều không có nên rất bất tiện. Theo báo chí đưa tin, tỉnh Tứ Xuyên đã có mưa lớn cục bộ gây lũ lớn trên khúc sông Giang, ảnh hưởng trực tiếp đến 16 con sông, bao gồm cả dòng chính của khúc sông Giang và các phụ lưu của nó là sông Đồng Giang và sông Liễu Giang. Tại 20 trạm đo đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Vào ngày thứ Sáu, do lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Khúc Giang, lũ lụt đã xảy ra ở các dòng chính của sông Khúc Giang và sông Bạch Hà. Hôm Chủ nhật, một số tàu từ khu vực Đại Châu và Bá Trung của tỉnh Tứ Xuyên trên thượng nguồn sông Khúc Giang đã mất kiểm soát và tiến vào quận Quảng An, thành phố Quảng An. Sau đó làm sập cầu Khu Dê trên sông Khúc Giang, tàu bị mắc kẹt tại trạm thủy điện Lạc Đô Phúc Lưu Đàm ở huyện Nguyệt Trì. Ngoài thành phố Đại Châu, thành phố Bá Trung cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 80% diện tích phố cổ Bạch Y ở huyện Bình Xương bị ngập lụt,
ngập đến tầng 2 những tòa nhà và 8.000 người buộc phải sơ tán. Hôm thứ Bảy, tin tức chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết đợt mưa lớn hiện nay ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết thúc, tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ lụt được điều chỉnh lên cấp 4. Tính đến 12 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa lớn đã khiến tổng cộng 833.000 người ở 34 quận thuộc 8 thành phố Đại Châu, Bà Trung, Miên Dương, Đức Dương, Nam Sung, Quảng Nguyên, A Bá và Cam Tử bị ảnh hưởng. Trong số đó, 230.000 ha cây trồng ở Bà Trung bị ảnh hưởng, 7.000 ha bị mất hoàn toàn và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,88 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, vào chiều hôm qua thứ Tư, Văn phòng thông tin của chính quyền huyện Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên thông báo rằng một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Câu, thị trấn Bản Phẩm Môn, huyện Đan Bá, Tứ Xuyên đã chặn sông Tiểu Kim Xuyên và tạo thành một hồ chắn khoảng 1 triệu mét khối, gây ra con đường đoạn G350 Lan Thủy Loan bị gián đoạn và sạt lở đất ở làng An Tưởng Câu, Lan Thủy Loan, làm ngập các ngôi làng dọc đường và nhà máy điện Mai Long Câu với công suất lắp đặt 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Wang Hua, một người dân làng ở Mai Long Câu cho biết vụ lở đất xảy ra lúc 3 giờ hoặc 4 giờ đêm. Anh đã bị những người dân làng đang ngủ đánh thức và nói rằng có sạt lở đất và anh ta đã rời đi kịp thời, sau đó dân làng nhắc nhở anh. Hồ chắn sóng do sạt lở đất gây ra đã làm ngập ngôi làng. Tính đến 12 giờ trưa thứ Tư, hồ chắn Mai Long Câu về cơ bản ổn định nhưng đập bị vỡ và tràn xuống tạo thành dòng sông chảy xiết về phía hạ lưu và dòng sông gần làng An Tưởng Câu ở hạ lưu đã cuốn trôi, nhà cửa và đường xá trong làng bị hư hỏng hoàn toàn. Video trên mạng cho thấy lũ lớn từ thượng nguồn đổ xuống, nhà sập ngay, ô tô trôi dạt, lở đất bất ngờ phun ra từ đỉnh núi trực tiếp nuốt chửng nhiều bản làng. Hiện tại vẫn rất khó để dự đoán có bao nhiêu dân làng đã chết trong khi ngủ. Ngoài ra, hôm thứ Tư, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bá Trung, tỉnh Tứ Xuyên được biết rằng vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cây cầu thép là Siantang Bridge mới được xây dựng và chưa hoàn thành ở quận Ly Tan, huyện Bình Xương bị lũ dữ cuốn trôi, thân cầu bị lũ nuốt chửng trong 30 giây. Cục Quản lý Khẩn cấp của thành phố Bá Trung, Tứ Xuyên rằng vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó, cây cầu khung thép Siantang Bridge mới được xây và chưa hoàn thành ở Ly Tan, huyện Bình Xương đã bị lũ dữ cuốn trôi, thân cầu bị lũ nuốt chửng trong vòng chưa đầy 30 giây. Rất may không có thương vong về người. Tình hình thiên tai đang được tiếp tục thống kê. Lũ lụt, sạt lở hoành hành, người dân còn đăng đàn nhắc nhở nhau chú ý an toàn. Cư dân mạng, nghệ sĩ vẽ tranh và thư pháp Lee Shin San đăng vào hôm thứ Tư, đập ở hồ Đan Bá ở Tứ Xuyên bị vỡ, nước tràn vào phá hủy những ngôi làng dọc đường, những ngôi làng sắp bị san bằng. Các bạn ở hạ lưu của đập Tam Hiệp chạy nhanh nhất có thể. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Côn, một chuyên gia kỹ thuật kết cấu cấp 1 đã đăng ký quốc gia ở Trung Quốc đại lục, được đưa tin trên Internet rằng tôi sẽ chạy xuống Nghi Sương và tôi có một lời cuối cùng. Thông tin trên Internet cho thấy Hoàng Tiểu Côn là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu công nghệ xây dựng Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc, thành viên của Ủy ban điều phối các quy định bắt buộc của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, Nông thôn, đồng thời là Tổng thư ký của Ủy ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn hóa Kết cấu Công trình. Thành tích nghiên cứu của ông đã đạt được nhiều giải thưởng. Vì tư cách nghề nghiệp, lời nói của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, Internet lần lượt đăng tải và kêu gọi. Các bạn ở hạ lưu đập Tam Hiệp hãy chạy càng sớm càng tốt. Một số người cũng để lại lời nhắn trực tuyến có nội dung: thượng nguồn của đập Tam Hiệp, Tứ Xuyên và Trùng Khánh bị ngập lụt, các hồ chứa nhỏ bị sập và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể xác nhận liệu Hoàng Tiểu Côn có phải là người đưa tin hay không. Mưa xối xả ở Trung Quốc kể từ tháng này đã gây ra thảm họa ở 24 tỉnh. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo năm nay có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất trong lịch sử, đặc biệt là lượng mưa ở thượng nguồn đập Tam Hiệp gây thách thức nghiêm trọng đến con đập. Ông Vương, chủ tịch một công ty nước ngoài ở Trung Quốc đại lục quê ở Hồ Bắc, trong nhiều năm qua ông đã rất chú ý đến sinh kế của người dân ở Trung Quốc đại lục và sự phát triển của đập Tam Hiệp và đã làm được rất nhiều việc nghiên cứu về các vấn đề của đập Tam Hiệp. Vừa qua, ông nói với The Epoch Times rằng sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành, thời tiết những năm nay rất bất thường. 4 tháng đầu năm nay không có mưa, nhưng bây giờ đang vào mùa lũ, mưa lớn và lũ lụt tiếp tục. Ông lo lắng nói, trong khu vực có đường kính 1.000 km với tâm điểm là Tam Hiệp, nó liên quan đến tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Phúc Kiến của Trung Quốc, bao gồm một phần của Thiểm Tây và Hà Nam, và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 250 triệu người ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp sợ nhất là mưa ở thượng nguồn và hạ lưu. Giờ đến nơi rồi, Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn, vành đai mưa sẽ duy trì ở trung và hạ lưu sông Dương Tử vào giữa tháng này và đỉnh điểm mưa lớn ở Vũ Hán sắp đến.
Chỉ riêng lượng mưa ở vùng hạ lưu của Tam Hiệp đã khủng khiếp và lượng mưa ở vùng thượng lưu còn lớn hơn ở vùng hạ lưu. Điều đáng sợ nhất là mưa ở thượng nguồn và hạ lưu cùng nhau xả lũ của đập Tam Hiệp và lũ hạ lưu sẽ chồng chất lên nhau, tạo thành lũ toàn lưu vực, Tam Hiệp sẽ bị thử thách. Nhà bình luận tài chính Kenji Koai đã tung ra một đoạn video nói rằng trong mùa lũ hàng năm, anh ấy chú ý nhất đến đập Tam Hiệp. Hiệp hội các đập lớn nhất thế giới đã nhiều lần liệt kê đập Tam Hiệp là con đập nguy hiểm nhất thế giới và không phải không có lý do. Anh ấy nói đập Tam Hiệp sợ nhất là mưa thượng nguồn và hạ lưu cùng lúc và bây giờ chúng đang đến. Việc xả lũ của đập Tam Hiệp và lũ hạ lưu được chồng lên nhau tạo thành một trận lụt trên toàn lưu vực. Tam Hiệp cần phải được kiểm tra. Người dẫn chương trình kênh YouTube Financial Koai, một nhà kinh tế học độc lập tự xưng là Len Wan và còn có nghệ danh là Len San. Ông cũng cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, một nửa Trung Quốc sẽ bị tàn phá. Đảng Cộng sản Trung Quốc và những đại gia đình đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Thật trùng hợp trước đó Hoàng Tiểu Lộ, con gái của Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chúng ta nên cho những người dân sống trong khu vực hồ đập và hạ lưu biết rằng nguy cơ đập Tam Hiệp luôn tồn tại từ ngày bắt đầu xây dựng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể có 600 triệu người bị ảnh hưởng.